Chào các con học sinh lớp 3. Cô rất vui khi được gặp lại các con trong giờ toán. Các con xem video bài giảng, thấy cô giảng dễ hiểu, bấm nút thích, chia sẻ cho các bạn cùng xem. Bạn nào chưa đăng ký, vui lòng đăng ký để được xem các video tiếp theo kênh Dạy Con Học Tiểu Học nhé. Hôm nay, cô dạy cho các con chương trình sách giáo khoa mới, bộ sách Cánh Diều, tập 2. Bài 62, các số trong phạm vi 100.000, trang 12. 13, 14. Các con thân mến, ở những tiết trước chúng mình đã học đến các số 10.000 hay còn gọi là 1 vạn. Đó là những số có 5 chữ số. Hôm nay chúng mình tìm hiểu tiếp các số trong phạm vi 100.000, đó là các số có 6 chữ số. Chúng ta quan sát tranh vẽ trong sách giáo khoa. Đây là 10.000 khối lập phương. Bây giờ các con đếm theo 10.000. 10.000. 10.000 được ghi bằng chữ số 1 và 4 chữ số 0. Tiếp theo, 20.000. Chúng ta có hai cái thanh đây. Hai cái thanh thanh nghìn đây, mỗi một thanh là 10.000, hai thanh là 20.000. Như vậy, số 20.000 ta viết bằng một chữ số 2 và 4 chữ số 0. Tiếp tục, cô giáo có 3 thanh các khối lập phương, mỗi một thanh là 10.000 khối lập phương. Ở đây chúng ta có 3 thanh là 30.000 khối lập phương. Số 30.000 cô giáo viết bằng chữ số 3 và 4 chữ số 0. Vân vân, tiếp tục như vậy, chúng ta đếm từ 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, 60.000, 70.000, 80.000, 90.000. Và đây chúng ta có 100.000 khối lập phương. 100.000 khối lập phương. Chúng ta viết 100.000 hay là 10.000. Đấy, 100.000 chính là 10.000. 10.000 thì viết bằng 100.000. 100.000 cô giáo viết bằng chữ số 1 và 5 chữ số 0. Đấy, đây là số 100.000. Như vậy, các số 10.000, 20.000, 30.000, vân vân đến 100.000 là các số tròn 10.000. Là các số tròn 10.000. Cô giáo nhắc lại, các số 10.000, 20.000, 30.000, vân vân, tức là đến 40.000, 50.000, 60.000, 70.000, 80.000, 90.000. Cô giáo mời các con quan sát tiếp. Ở đây cô giáo có 2 cột các khối lập phương, mỗi một cột có 10.000 khối lập phương. 2 cột thì có bao nhiêu? 2 cột có 20.000 khối lập phương và 3.000 khối lập phương rời. Như vậy tổng cộng cô giáo có bao nhiêu? 23.000 khối lập phương. 23.000 cô giáo viết thành số 23 và 3 số 0 đằng sau số 23, đọc là 23.000. Tiếp, cô giáo lại có 3 cột khối lập phương, mỗi một cột có 10.000 khối lập phương. 3 cột có bao nhiêu? Có 30.000 khối lập phương. Và mấy nghìn khối lập phương rồi? 1, 2, 3, 4, 5. Cô giáo có 5.000 khối lập phương rời nữa. Tổng cộng cô giáo có bao nhiêu? Có 35.000 khối lập phương. 35, cô giáo viết thành số 35 và 3 số 0 đằng sau số 35, đọc là 35.000. Như vậy chúng ta vừa tìm hiểu các số trong phạm vi 100.000. Bây giờ bài 1, câu A, viết các số sau. Câu B, đọc các số sau. Như vậy ở bài 1 yêu cầu chúng ta viết các số và đọc các số trong phạm vi 100.000. Chúng ta làm câu A, viết các số sau. 12.000. Số 12.000 chúng ta viết thành gì? Viết số 12 và 3 chữ số 0 đằng sau số 12. 51.000. Chúng ta viết số 51
và 3 chữ số 0. Đằng sau số 51 đọc là 51.000, 85.000. Ba mươi chín nghìn. Ba mươi chín nghìn. Hai mươi bốn nghìn. Ta viết số 24 và 3 chữ số 0 bên phải số 24. 100.000. Ta viết số 100 và 3 chữ số 0 bên phải số 100. Đấy. Đó là từ cách đọc số chúng ta viết số. Bây giờ chúng ta chuyển sang câu B. Từ cách viết số chúng ta viết cách đọc số. Đọc các số sau. Số này là 72.000. 72.000. Mười bốn nghìn. Ba mươi sáu nghìn. Bốn mươi lăm nghìn. Tám mươi tám nghìn. Chín mươi mốt nghìn. Bài 2. Số. Câu A. Ở đây câu A là một tia số. Bài yêu cầu chúng ta viết những số vào ô hỏi chấm. Trên tia số này có các số đã cho như sau. 30.000, 40.000, 50.000 là 3 số liền kề nhau. Bây giờ chúng ta sẽ chọn số nào để chúng ta viết vào ô trống cho thích hợp. Muốn viết được số nào thì chúng ta nhìn quy luật ở đây, phải không? 30.000 đến 40.000 là chúng ta thêm 10.000. 40.000 thêm 10.000 bằng 50.000. Như vậy hai số liền kề nhau hơn kém nhau 10.000 đơn vị. Như vậy chúng ta sẽ viết được số liền trước 30.000, đó là 20.000. Ta sẽ lấy 30.000 trừ đi 10.000 bằng 20.000. Số 20.000. Trước số 20.000 là số 10.000. Mười nghìn, hai mươi nghìn, ba mươi nghìn, bốn mươi nghìn, năm mươi nghìn, rồi đến 60.000. 60.000 rồi đến 70.000. Rồi đến 80.000. Và 90.000. 90.000 số cuối cùng là 100.000. Như vậy chúng ta vừa điền xong câu A. Các số vừa chúng ta điền là số gì? Là các số tròn 10.000.
Tiếp tục chúng ta chuyển câu B. Câu B cũng là một tia số. Số bắt đầu là 51.000, ô trống 53.000, 54.000, 2 ô trống rồi đến 57.000. Đến một ô trống 59.000 và ô trống nữa. Bây giờ muốn điền các số thích hợp vào trong ô trống này, chúng mình cũng phải tìm quy luật. À, hai số liền kề nhau là 53.000 và 54.000. Như vậy là mỗi số liền kề hơn kém nhau bao nhiêu? À, hơn kém nhau 1.000, một đơn vị. Như vậy 51.000 ta thêm 1.000 nữa bằng 52.000, điền vào ô trống 52.000. Rồi đến 53.000, 54.000, 55.000 vào ô trống. 56.000. 57.000, 58.000. 59.000, 59.000 rồi đến bao nhiêu? À, 60.000. Như vậy ở câu B vừa rồi chúng mình cũng hoàn thành các số để trong đoạn của đoạn bài 3, đếm, viết rồi đọc số khối lập phương theo mẫu. Mẫu chúng ta quan sát ở đây cô giáo có bao nhiêu nào? À, có 2 cột. Mỗi một cột có bao nhiêu? Có 10.000 khối lập phương. 2 cột có bao nhiêu? Có 20.000 khối lập phương. Và mấy nghìn khối lập phương rời? 1, 2, 3. À, 3.000 khối lập phương rời. Ta có 23.000. Và có 100 khối lập phương nhỏ. Và khối lập phương nhỏ gồm 100 khối lập phương với 1, 2, 3, 4, 5. À, 5 thanh, mỗi thanh có 10 khối lập phương và 3 khối lập phương rời. Như vậy tổng cộng chúng ta có bao nhiêu? 23.100, 1, 2, 3, 4, 53. Cô giáo nhắc lại, 23.153 khối lập phương. Cô giáo có số 23.153, đọc là 23.153. Từ mẫu này chúng mình sẽ đếm, viết rồi đọc số khối lập phương ở dưới đây. Quan sát câu A, chúng ta thấy ở đây có bao nhiêu khối lập phương đấy? Có 1.000, có 10.000, 20.000, 30.000. Đấy, ở đây chúng ta có 30.000 khối lập phương. Có mấy nghìn khối lập phương rời? À, có 1 khối lập phương rời. Có mấy trăm đấy? 1, 2, 3, 400. Có 400. Có mấy chục? 1, 2, 3 chục và 2 khối lập phương rời. Như vậy tổng cộng ở đây có bao nhiêu? 30 mấy nghìn? 31.000. 31.000. 432. Cô nhắc lại này. 31.432. Cô giáo có số 31.432. Số tiếp theo, ở đây chúng ta có bao nhiêu khối lập phương? 1, 2, 3, 4, 5. À, ở đây có 50.000 khối lập phương. 50.000. Có mấy nghìn khối lập phương rời đấy? À, có 2.000. 52.000. Mấy trăm? 1, 2, 3, 4, 5, 6. À, 644. Đấy. Cô có 52.644 hay là 44 khối lập phương. Cô giáo viết được số 52.644. Bài 4. A. Viết các số sau. B. Đọc các số sau. Bài tập 4 này chúng mình làm vào vở ô ly các con nhé.
Câu A, viết các số sau. Ở đây cho cách đọc số, chúng mình viết thành cách viết số. 41.237. Số 41.237 cô giáo viết thành 41, 2, 3, 7. Cho cách đọc số 33.681. Ta viết thành số 33.681. 6, 8, 1. 33, 6, 8, 1. 85.176. 85.176. Cô viết thành số 8, 5, 1, 7, 6. Tiếp 12.445. 1, 2, 4, 4, 5. 12.445. Đấy, đó là câu A. Bây giờ chúng ta viết cách đọc số cho các số 38239. 38239 ta đọc thành 38.000. 38.000. 239. 76815. Ta đọc thành 76.000. 76.000. Tám trăm mười lăm. 27413. Chúng ta đọc thành 27.413. 27.413. Tiếp 21432. Ta đọc thành 21.432. 21.432. 68331. Ta đọc là 68.000. 68.000. 331. 5 thực hiện theo mẫu. Ở bài 5 là một bảng gồm các cột chục nghìn, nghìn,
trăm, chục, đơn vị, viết số, đọc số. Ở đây có mẫu, hàng chục nghìn là có chữ số 6, hàng nghìn là chữ số 3, hàng trăm là chữ số 1, hàng chục là chữ số 9, hàng đơn vị chữ số 2, viết số 63192, đọc là 63192. Bây giờ từ mẫu này chúng mình tiếp tục viết các số ở các hàng tiếp theo. Cho biết chữ số 2 hàng chục nghìn, chữ số 5 hàng nghìn, chữ số 6 ở hàng trăm, chữ số 4 hàng chục, chữ số 8 hàng đơn vị. Chúng ta viết được số bao nhiêu? Ta viết được số 2, 5, 6, 4, 8. Và chúng ta đọc là 25.648. Số tiếp theo 37, chữ số 3 là hàng chục nghìn, chữ số 7 hàng nghìn, chữ số 9 hàng trăm, chữ số 5 hàng chục, chữ số 5 hàng đơn vị. Ta viết được số 37955. Và đọc số 37955. Số tiếp theo, chữ số 8 là hàng chục nghìn, chữ số 6 hàng nghìn, chữ số 2 hàng trăm, chữ số 9 hàng chục, chữ số 7 hàng đơn vị. Ta viết được số 86297. Và đọc số là 86297. Số tiếp theo, chữ số 9 là hàng chục nghìn, chữ số 0 là hàng nghìn, chữ số 8 hàng trăm, chữ số 0 hàng chục và chữ số 1 hàng đơn vị. Ta viết được số 90801. Và đọc là 90.801. Số cuối cùng, chữ số 1 là hàng chục nghìn, chữ số 1 là hàng chục nghìn. Chữ số 0 là hàng trăm, chữ số 3 hàng chục, chữ số 0 là hàng đơn vị. Ta viết thành số 11030.
một một không ba không. Và ta đọc là gì? 11.030. Bài 6. Đọc các thông tin về sức chứa của mỗi sân vận động sau. Quan sát hình vẽ thứ nhất, chúng ta thấy đây là sân vận động Hàng Đẫy ở Hà Nội có sức chứa khoảng 22.580 người, khánh thành từ năm 1958. Còn hình ảnh thứ hai, đây là sân vận động Thống Nhất ở thành phố Hồ Chí Minh có sức chứa khoảng 25.000 người, hoạt động từ năm 1960. Ở đây chúng ta đọc hai cái con số này để chúng ta củng cố về số có mấy, có những số trong phạm vi 100.000. Như vậy hôm tiết học hôm nay cô giáo đã hướng dẫn các con nắm được khái niệm các số trong phạm vi 100.000. Giờ học của chúng mình đến đây là hết rồi.